Vũ Thu Phương chia sẻ về mối quan hệ tốt đẹp hiện tại với anh Thư sau những căng thẳng ở The Fay. Sau khi biết được tình hình mối quan hệ hiện tại giữa Vũ Thu Phương với anh Thư, fan hâm mộ không khỏi vui mừng và thích thú. Mới đây, lễ hội thời trang biển quốc tế Việt Nam VFFST vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự có mặt của loạt sao Việt. Trong đó phải kể đến nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên, siêu mẫu Anh Thư, Vũ Thu Phương, Hoàng Thùy, Hoa hậu Ngọc Diễm, Bùi Quỳnh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Kim Tuyến, vợ chồng diễn viên Trang Nhung. Theo thông tin từ ban tổ chức, Vũ Thu Phương trở thành đại sứ của chương trình. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của nữ siêu mẫu sau thời gian dài tập trung cho công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, khán giả còn đổ dồn sự chú ý vào cuộc hội ngộ giữa Vũ Thu Phương và anh Thư. Bởi sau ồn ào căng thẳng ở The Pay Việt Nam 2023, đây là lần hiếm hoi cả hai đứng chung khung hình và còn có những hành động khá thân mật, gần gũi. Khi được hỏi về tình hình mối quan hệ hiện tại với anh Thư, Vũ Thu Phương cho biết cả hai vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Nữ siêu mẫu khẳng định bản thân luôn trân quý và ngưỡng mộ ở sao phim Tuyết Nhiệt Đới. Nói về lý do nhận lời trở thành đại sứ chương trình, Vũ Thu Phương cho biết cô tham gia vì ý nghĩa mà chương trình mang đến. Theo nữ siêu mẫu, đây không chỉ là sự kiện thời trang mà còn là cơ hội để cô cùng lan tỏa lối sống xanh đến giới mộ điệu. Với tôi, hành trình này còn là dịp truyền tải giá trị về văn hóa, du lịch đến mọi người. Hy vọng hành trình xanh này sẽ nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng, Vũ Thu Phương cho hay. Trong khuôn khổ chương trình sẽ tổ chức hoạt động bên lề dành cho sinh viên ngành thiết kế thời trang. Thông qua hoạt động này tạo thêm sân chơi cũng như cơ hội học tập thực tế, phát triển những tài năng thiết kế trong lĩnh vực thời trang. Những bộ sưu tập phù hợp sẽ được trình diễn trong VFFF, tạo nên làn gió mới cho chương trình.